Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi nhặt cá du rạch các bạn ạ. Bởi vì ở quê mình thì trước đây rất nhiều ao tù, cho nên là cứ mỗi một cái vụ mùa hè tới có trận mưa rào lớn về đêm thì buổi sáng hôm sau đi nhặt thế nào cũng có được bữa rô ta. Nhưng do bây giờ ao chuông này cũng thành xây nhà cửa hết rồi, cho nên Dota rạch rất hiếm, chỉ có những cái khu mà nuôi cá lâu năm thì mới còn sót thôi. Mình thấy khu này thì cũng có rô rạch các bạn. Đây các bạn thấy cái ruộng bướp này là ngay ở bờ ao đấy các bạn, và có lỡ chỗ chảy xuống thế nào cũng có cá. Đi các bạn đi theo mình tiếp tục tìm xem nào. Đây các bạn thấy đây, thì cá rô to tổ bố đây các bạn này. Đây cháu kia, con kia, hai ba con. Đây các bạn thấy không, ngon không? Rất nhiều cá rô to. Cháu xách đi để chú xem con nào. Thấy đây, đấy, cá vẫn đang rạch đây. Đấy, các bạn thấy không? Trên này còn đấy. Đấy, các bạn thấy, đây còn nữa đây. Dù rất ngon, rất to. Úi giời, rồi. Cân được các bạn ạ. Chạy nhanh quá. Nhặt cá dễ như là ở trong song các bạn ạ. Mình nhắc lại là chỉ có cái trận mưa đầu mùa vào mùa hè thì mưa rào xối xả, thì lúc đấy cá rô sẽ rạch. Đấy mà thấy đấy, nó đang rạch kìa, đang chạy đấy các bạn. Thank you.
đây các bạn thấy đây, nó lại dậy đây, đấy không thoát được rồi, cháu chắc đi cháu. Đây các bạn này, đấy. Đây đây cháu ơi, chỗ này hai ba con điền này. Cháu cứ ở đây chú tìm xem còn chỗ nào có không nhá. Mình nhắc lại là ở các cái ao tù lâu năm ấy, hoặc là gần các cái khu chăn nuôi cá thì mới có. Ok mà nó nhiều như lúc nãy thì mấy mà được vài cân, mà chắc là cũng còn nữa rồi các bạn. Xem các chỗ khác còn là không nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn các bạn ở video clip tiếp theo. Xin chào.